Chào các bạn. Hiện tại thì tôi đang đi câu cá. I am going fishing now. Chúng ta sẽ học một số từ vựng liên quan tới câu cá bạn nhé. Đây là cái cần câu. Cần câu trong tiếng Anh chúng ta gọi là fishing rod. Fishing rod. Chữ rod có nghĩa là cái que hay là cái gậy để câu thì chúng ta gọi là cái cần câu. Và đây là cái lưới câu. A hook. A hook. Hook còn có nghĩa là cái móc. Như vậy lưỡi câu nó là một cái móc lên. Đây là cái phao câu. Cái phao câu của cần câu chứ không phải là phao câu của con gà đâu bạn nhé. Fishing float. Fishing float. Và hiển nhiên là chúng ta phải có mồi câu. Đây là mồi câu bạn nhé. Mồi câu trong tiếng Anh chúng ta gọi là bait. Bait. I enjoy going fishing with my friends. Tôi thích đi câu cá với những người bạn của tôi. Let's go fishing. Let's go fishing.